Hello, chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại video mới nhất của mình. Thì sáng hôm nay là ngày 15 tháng 1 âm ở dưới các bạn, nghĩa là ngày rằm tháng giêng ha. Hiện tại mình đang có mặt tại thành phố Thủ Dầu Một, trực thuộc tỉnh Bình Dương ha. Khám phá thành phố Thủ Dầu Một mình đã quay rồi. Hiện tại chúng ta đang đứng trước mặt đây là chợ Thủ Dầu Một ha các bạn. Sáng nay mình quay cái khung cảnh người dân đi lễ chùa Bà. Đây là một ngôi chùa rất là nổi tiếng tại khu vực Đông Nam Bộ. Rồi chúng ta đi thôi, đi qua bên chùa Miếu Bà Thiên Hậu Thánh Mẫu nha các bạn. Đây người dân tất cả các tỉnh thành đổ về đây rất là đông. Sáng 9 giờ đây có nhà truyền thống thành phố Thủ Dầu Một. Khung cảnh rất là náo nhiệt. Đây là ngày 4 tây, 5 tây, hôm nay 5 tây tháng 2. Phát nước miễn phí nha các bạn. Rất nhiều các hội đoàn từ thiện ha. Kính mời cô bác anh chị nước uống. Thức ăn miễn phí luôn. Hello. Chào em. Mọi người, anh quay YouTube đúng không? À. Xin chào mọi người, mình là YouTuber Quý Bà. Mọi người nhớ xem Quý Bà nha. Đây là đường Trần Hưng Đạo, kế bên một cái trung tâm siêu thị điện máy Nguyễn Kim ha, Lotte Re. Đi thẳng vô là chợ, đi thẳng qua hướng đó là qua bờ sông. Trung tâm ngay chỗ chợ đều bị khóa lại hết. Lớn nhất trong năm hả các bạn?
Thượng Nguyên, rằm tháng 7 là rằm Cô Hồn, hay còn gọi là rằm lễ Trung Nguyên các bạn. Tháng 10 là Hạ Nguyên ha. Rằm tháng 10 trong một năm có 3 ngày lễ rằm lớn, rằm tháng Giêng, rằm tháng 7 và rằm tháng 10. Chúng ta đi lên cái Bùng Binh, đứng ở trên quay xuống cho các bạn xem khung cảnh náo nhiệt. Thấy cái đài địa sĩ không? Cái đường đài địa sĩ ngay đầu cái mạng 8 đó. Đây là Bùng Binh lớn tại trung tâm của thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Phía xa xa bên kia đó là chùa Bà ha các bạn. Gửi xe vô cái trường tiểu học, cảnh nồm nớp người đổ về Miếu Bà, chùa Bà Bình Dương tại thành phố Thủ Dầu Một, thủ phủ của tỉnh Bình Dương. Rồi dạo một vòng bên này cho các bạn xem ha. Đường
được cái là ở đây tổ chức rất là bài bản, công tác bố trí về các chỗ phát nước ha, nước với lại khăn lạnh rồi bánh mì là phi hoàn toàn, mà rất là nhiều điểm các bạn, rất nhiều điểm phát miễn phí từ cá nhân cho đến đoàn thể, công ty, tập đoàn. Đây là cái công viên của ban tổ chức ha các bạn, ban chỉ đạo đảm bảo tình hình an ninh trật tự lễ hội rằm tháng giêng ha. Đây các bạn, rất là đông ha. Hân hoan chào đón quý khách. Bên này các hàng quán, chai mặn đều có. Hầu hết là bà con ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long lên đây ha. Các tỉnh lân cận như Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai chạy qua tỉnh Bình Dương, thành phố Thủ Dầu Một để tham gia lễ hội rước Thánh Mẫu. Mình không có đi quay rước Thánh Mẫu các bạn, nó bu rất là đông. Còn đây mình quay lại cảnh người dân đi lễ chùa Bà ha. Xe ở đây cũng giá rất là mềm, nói chung không có bị chặt chém các bạn. Giá gửi xe gắn máy có 8.000, 8-10.000 là hợp lý. Bình Gia Group nè, một công ty tư nhân, một tập đoàn tư nhân, nước uống miễn phí, khăn lạnh miễn phí. Chỉ dành cho người đi bộ thôi. Chùa Bà Bình Dương chào mừng quý khách năm 2023. Dịch bệnh, đi ngoài đây mình phải muốn né né,
tim yêu thương nước suối miễn phí. Hàng vạn con người đang đổ về các điểm bãi giữ xe kẹt cứng luôn ha. Chúng ta đi bộ vô đường này là đường Nguyễn Trãi ha. Còn đường này là đường Cách Mạng 8 chạy thẳng đi ra ngoài quốc lộ 13 đi về Sài Gòn nè ha các bạn. Hướng đó là dân Sài Gòn đi lên các tỉnh như Biên Hòa, Đồng Nai ha, thành phố Hòa, Đồng Nai kế bên. Mấy chục ngàn con người đổ về thành phố Thủ Dầu Một. Nơi đây có cái công viên nho nhỏ ha. Công viên tên gì em không biết. Nằm trên đường Hùng Vương giao nhau với đường Nguyễn Trãi các bạn. Cái công viên nhỏ nhỏ ha. Đường Nguyễn Trãi chuyên kinh doanh mua bán cơm ngò đặc sản của tỉnh Bình Dương. Trên đường này là đường Hùng Vương ha.
để bọc lại cái chợ Thủ Dầu Một. Các ngõ vào trung tâm, đặc biệt là ngay khúc Miếu Bà, Chùa Bà Bình Dương ha, chặn lại hết. Chỉ xe Honda đi được thôi, còn xe tải, xe du lịch 4 chỗ là coi như là bắt quay đầu hết. Để dọc bên đường ha, đi bộ vào bãi gửi xe hơi cũng rất là hiếm. Chiều nay tại khu vực trung tâm của quận 5 ha, nơi người Hoa sinh sống, sẽ tổ chức cái lễ gọi là lễ nguyên tiêu ha, gọi Tết nguyên tiêu các bạn. Đây công tác từ thiện, bánh mì, bánh nước. Phát miễn phí. Rất nhiều các hội đoàn từ thiện, cá nhân cho đến tập thể, công ty đến tập đoàn, họ đứng ra tổ chức làm từ thiện, phát nước, khăn hoàn toàn miễn phí ha các bạn. Giữ xe ở đây cũng rất là rẻ. Đây, mình giữ xe tại cái bãi xe trước chợ Thủ Dầu Một ha các bạn. Rồi, sáng nay cũng đi cập nhật tình hình bà con cô bác đi lễ rằm tháng giêng đầu năm. Và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.